thôi, anh Tâm để đây đi. Lát nữa tôi mang vô được mà. Để tôi mang vô cho. Thôi. Cảm ơn anh nha. Vậy thôi tôi để đây cho Bích nha. Trả anh nè. Ngọc Bích ơi. Hả? Tôi thương Ngọc Bích. Anh nói anh thương tôi hả? Phải. Nhưng mà anh thương tôi từ hồi nào cho tôi không biết. Tôi có lẽ tôi thương Ngọc Bích từ lần gặp đầu tiên. Lần gặp đầu tiên? Sau bữa đó tôi về, hành động của Bích cứ ở trong lòng tôi hoài. Bích có dành chút tình cảm nào cho tôi không? Anh Tâm à, thật ra thì tôi rất là mến anh, tôi cũng quý anh nữa. Nhưng mà cái chuyện kia thì tôi không nghĩ tới. Anh Tâm, anh đừng có buồn giận tôi nghe. Từ hồi nào tới giờ tôi không có nghĩ tới chuyện trai gái, cho nên tôi có thể chờ Ngọc Bích được mà. Không, tôi không muốn anh chờ. Tôi còn nhiều chuyện phải bận tâm lắm. Tôi không biết khi nào mới nghĩ tới chuyện lấy chồng. Anh mà chờ tôi là tôi áy náy lắm. Người như anh chắc chắn sẽ gặp một cô gái tốt hơn tôi. Anh đừng giận tôi nghe. Ngọc Bích có làm gì sai đâu mà tôi giận. Tôi còn cảm ơn Bích nữa. Ngọc Bích cũng chịu lắng nghe những điều tôi thổ lộ là may mắn cho tôi lắm rồi. Vậy tụi mình mãi mãi là bạn tốt của nhau chứ? Mãi mãi là bạn tốt. Mãi mãi là như vậy nha Ngọc Bích. Ngọc Bích.